quý vị, ghế massage dùng trong tiệm nail và trong tiệm spa được xem là commercial use chứ không phải là home use. Do đó vấn đề quality cũng như vấn đề service rất là quan trọng cho cái sản phẩm này. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ghế massage iRobotics do công ty Luraco Technologies sản xuất tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, ghế massage iRobotics của công ty Luraco có rất nhiều ưu điểm mà những ghế trên thị trường không có. Ví dụ, ghế massage của chúng tôi là ghế duy nhất trên thị trường được program sẵn cho deep tissue và sweet disc massages. Thưa quý vị, vì vấn đề là public use, do đó vấn đề vệ sinh cũng như sát trùng là vấn đề mà chúng ta thường hay quan tâm. Do đó công ty Luraco insert vào trong cái gối hai cái loa nằm hai bên này. Và khi quý vị dựa đầu vào đây thì hai cái loa sẽ phát ra tiếng nhạc massage du dương nhẹ nhàng, ru giấc ngủ của quý vị và để cho cái đầu óc quý vị được relax và được thoải mái hơn. Thưa quý vị, về cái tay thì quý vị được biết là chúng tôi biết ở ngoài salon quý vị dùng rất là nhiều acetone. Do đó cái khay này chúng tôi bỏ lên một cái lớp rất là đặc biệt bên trên là acetone, không có làm hư cái mặt trên của cái miếng khay này. Và cái tay chúng tôi đã nghiên cứu kỹ, thưa quý vị, là có cái chỗ này giống như một cái đỡ tay của khách. Do đó có tránh cái trường hợp mà bị đau cái khuỷu tay thì khách người ta để tay như thế này. Và cái lò acetone hoặc liquid trong những đồ nghề của quý vị để lên cái khay này. Mà thưa quý vị, một lần nữa, cái khay này acetone không làm hư nó. Thì hầu hết cái ghế massage trên thị trường đó thì dùng một cái thời gian thì cái tay này nó sẽ lúc lắc rất là yếu và nhìn giống như là nó sắp rơi ra vậy đó. Nhưng mà ghế massage của Luraco chúng tôi chế một cái lót rất là đặc biệt, nó lót vào trong này. Thưa quý vị, cái lót nó rất là đặc biệt, quý vị có thể dựa lên dựa xuống hoài mà cái lót nó không có chạy ra được. Là đó một cái advent, một cái quan trọng mà chúng tôi để ý đến. Đặc biệt chúng tôi có một cái miếng sắt ở đây để mà đỡ cái tay này. Do đó quý vị có thể đè rất là mạnh mà cái tay này nó cũng không bị xuôi xuống. Về cái bộ da thì quý vị biết ở tiệm nail người ta dùng cái ghế massage từ sáng cho đến tối, có khi 7 ngày một tuần và một ngày làm từ 8 đến 10 tiếng. Do đó bộ da có thể là một thời gian nó bị sơ xước và nó bị hư. Thì rất là đơn giản, quý vị chỉ cần thay cái bộ da bằng cách là, thưa vị, lột cái gối ra, rồi lột cái bộ da này ra và chúng ta thay lại một cái bộ da thì trở thành một cái ghế hoàn toàn giống như mới. Rất là đơn giản. Và thưa quý vị, thể theo lời yêu cầu của nhiều salon owner thì chúng tôi mới chế ra cái bộ phận gọi là mini laptop holder hay còn gọi là office as salon. Vì thưa quý vị, đa số hiện nay những người nhân viên office người ta đều làm trên computer và trên internet. Do đó khi mà ra tiệm nail có nhiều người vừa làm chân mà vừa work trên online, không có mất thời gian. Do đó cái vấn đề chờ đợi vào những cái giờ mà tan sở làm á, nó giảm đi. Tức có thể giữa buổi người ta có thể ra tiệm nail để người ta làm chân, làm tay mà không mất cái thời gian làm việc tại tiệm nail, người ta cũng có thể làm việc được. Chúng tôi gọi cái này là mini laptop holder hay còn gọi là office as salon. Khi mà chúng tôi chế cái ghế massage này ra đó thì chúng tôi tham khảo ý kiến của rất là nhiều spa manufacturers cũng như là nail salon owners rằng là một cái ghế thật là bền, thật là tốt, dễ sử dụng và dễ service cũng như là vấn đề bảo trì và sửa chữa. Do đó quý vị thấy đây một cái remote control nó rất là sang trọng, nhìn rất là đẹp và chắc chắn. Quý vị chỉ cần bấm cái nút power on thì thưa quý vị là cái automatic full function sweet disc massage nó sẽ turn on. Và nếu quý vị muốn mà nó mạnh hơn hoặc là nó strong hơn thì quý vị bấm cái nút là deep tissue thì nó chuyển qua cái deep tissue massage. Thì là người nào mà mập người ta muốn là cho nó mạnh á thì bấm qua cái này. Đây là hai cái auto full function massage mà chúng tôi program sẵn vào trong cái ghế. Ngoài ra có những cái manual mẫu, ví dụ như là kneading thì quý vị bấm vào đây, hoặc là quý vị muốn combo vừa kneading vừa tapping thì quý vị bấm vào đây, vào cái nút này combo là combination cả hai cái. Quý vị muốn tăng speed, muốn mạnh lên lần hơn nữa thì cứ bấm vào đây thì nó đánh rất là mạnh. Thì chúng tôi có những cái level khác nhau đã set sẵn cho quý vị. Ví dụ người nào mà cảm thấy rằng là
nó bị đau một cái chỗ nào đó ở lưng mà muốn đánh vào cái chỗ đó thôi, thì quý vị bấm cái position này, tăng lên, giảm xuống, và để mà chuyển cái roller massage vào cái vị trí mà quý vị muốn xoa bóp. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã có sẵn ở đây toàn bộ trên này cho quý vị, là cái này là automatic, cái này là manual. Muốn đánh vào chỗ nào, muốn tapping không thôi, hoặc muốn kneading không thôi, hoặc là muốn combo là vừa kneading vừa tapping, hoặc muốn speed nhân hay là yếu, hoặc là muốn chuyển cái roller vào một cái vị trí nào đó, thì quý vị cũng có thể chuyển đến đó và xoa bóp. Còn đây là ghế, ví dụ quý vị ghế đang chạy lui, chạy tới, rồi ngửa lên, ngửa xuống, thưa quý vị, lên và xuống cái lưng, chạy tới, chạy lui bình thường. Và thưa quý vị, đặc biệt là chúng tôi đã thưa với quý vị là ghế có cái MP3 player. Quý vị thấy ở đây là cái màn hình này là cho MP3 player. Đơn giản, quý vị chỉ cần bỏ cái thẻ music, tức là cái thẻ này là quý vị mua ở đâu cũng có, là gọi là SD card. Quý vị bỏ những cái nhạc, cái MP3 music vào đây, ví dụ như nhạc là êm dịu piano hoặc là nhạc massage, quý vị bỏ vào cái thẻ này và chỉ cần đút vào trong cái slot này, đè vào một cái thì nó ready, và chỉ cần bấm nút play thì nó sẽ play cái music cho quý vị, tăng giảm volume bài trước, bài kế tiếp, bấm qua bấm lại và tăng giảm cái volume, thì rất là đơn giản và rất là chắc chắn và solid. Đây là phía sau lưng của ghế, và như tôi đã thưa với quý vị là chúng tôi đã chế ra một cái ghế làm sao thật là tiện lợi cho vấn đề service. Vì thưa quý vị, ghế mà xa mà dùng ở tiệm nail, thưa quý vị là dùng 8 tiếng đến 10 tiếng một ngày, và một tháng đôi khi là 30 ngày. Chúng tôi đưa toàn bộ cái hộp control của ghế massage, thưa quý vị, đây là một cái đầu não, toàn bộ cái vấn đề điều khiển trong cái ghế là chúng tôi đưa ra ngoài sau lưng của cái ghế, giống như một cái cục hard drive như thế này, được gắn vào cái lưng bởi 4 con ốc, 4 góc. Tức là nếu mà quý vị nào ở tiệm nail biết dùng cái screwdriver thì quý vị cũng có thể là mở bốn cái mở để lấy ra cái hộp control này, cái gọi chúng tôi gọi là motherboard. Thì chúng tôi có self diagnostic, là thưa quý vị, nếu như remote control bị hư thì có cái đèn ở đây, ở giữa đây là nó nổi là remote control, tức là cái đèn này đỏ thì chúng tôi biết rằng là cái remote control nó có. Nếu như mà cái đèn ở bên này nó đỏ thì chúng tôi biết rằng là hệ thống roller massage bên trong nó có vấn đề. Vấn đề này là như thế nào? Thưa quý vị, ví dụ như quý vị có vấn đề gì trục trặc, quý vị chỉ cần lùi đằng sau cái lưng ghế, quý vị thấy cái đèn nào nó đang đỏ thì quý vị cho tôi biết ngay là tôi thấy cái đèn remote control nó đang on, thì chứng tỏ là remote control nó có vấn đề. Chúng tôi thấy cái đèn mà roller massage nó đang on thì chúng tôi biết rằng cái roller massage nó đang có vấn đề, thì chúng tôi có thể là easy để mà service cho quý vị, có thể là gửi cái hộp này ra. Quý vị chỉ cần thay cái hộp này, gửi cái hộp hư về cho chúng tôi, hoặc là gửi cái remote control ra, quý vị đưa cái remote control đang hư gửi về lại cho chúng tôi. Thưa quý vị, rất là dễ dàng cho trong cái vấn đề service cũng như là vấn đề sửa chữa. Đây là cái remote control mà thưa quý vị chúng tôi gắn vào, nó giống như một cái port ở nơi cái monitor của computer, nó rất là chắc chắn, tránh cái trường hợp mà thưa quý vị kéo ra kéo vào một thời gian thì bắt đầu nó sút, thì người ta gọi vào là ghế của tôi khi quốc khi không, khi chạy khi không chạy, là rất là nhiều trường hợp. Cho đó chúng tôi dùng cái port này là giống như cái port mà quý vị dùng trong computer, là nối cái monitor vào trong cái PC. Và thưa quý vị, chúng tôi hệ thống này chúng tôi sản xuất tại Hoa Kỳ. Đặc biệt ghế massage của Luraco đã được UL Hoa Kỳ và Canada công nhận về cái tiêu chuẩn an toàn để mà sử dụng trong commercial use, tức là trong cái tiệm nail. Thưa quý vị, rất là quan trọng cho tất cả các sản phẩm mà dùng vào ngành beauty. Ghế massage của công ty Luraco có 4 màu rất đẹp, rất sang trọng và thịnh hành để quý vị lựa chọn tùy theo màu sắc của salon quý vị. Và thưa quý vị, khi mua spa, hãy hỏi cho bằng được ghế massage iRobotics của công ty Luraco. Luraco, nơi quý vị có thể tin tưởng được về chất lượng, kỹ thuật massage cũng như phục vụ. Xin cảm ơn quý vị.